dành cho các bạn mà gọi là có kinh tế hơi thấp tí. Xe này là bây giờ nó khoảng hơn 5 tỷ thôi. Nói sơ về chiếc Chevrolet Convert này cho mọi người xem. Đây là một cái phân khúc sport, nó chưa là supercar. Thì động cơ V8 mấy năm trước, cái xe này thì nó lại là chuyển động cầu sau. Mà đặc trưng của chuyển động cầu sau á, rất là dễ cho mọi người cảm thấy là cái xe khi mình đạp á, thì nó sẽ có một cái trạng thái là trượt bánh. Nên nó rất là, cũng một phần nếu mọi người không hiểu cái xe này á, mà lái nhanh á, đạp thốc ga thì nó sẽ là nguy hiểm, nhưng mà biết á, thì nó sẽ là rất là sướng. Đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một phòng xe nha. Đây thì nó cũng như bao chiếc xe thể thao khác, thì cái xe này hai cửa đó, gầm nó rất là thấp. Đây là bốn cái ống xả. Bốn ống xả này là của Akabovic thì được độ lại rồi. Cái xe này là cái xe nó đã sử dụng, đã lăn bánh rồi thì nó không có được mới lắm. À, mà đặc trưng của cái tiếng máy, cái khi mà đề ba của cái xe này á, khi mà nổ máy cái xe này nó rất là hay. Để mình nổ máy cho mọi người nghe thử nha. Nổ lên là rất là dễ giật mình luôn. Đây, em quay gần đi. Em quay phía sau ống bô anh. Đúng rồi. Đó, em cho mọi người nghe thử tiếng bô nè. Đó. Đề lên là rất dễ là giật mình luôn. Đây, để anh đạp nhẹ nha. À, thấy không, nghe cái tiếng nó rất là đặc trưng của Mỹ. Cái tiếng máy này nó cũng không có giống những cái xe bình thường khác. Và cái xe này nó có một cái cũng rất là hay. Cái xe này là mở mui được nha. Anh sẽ làm một cái thao tác mở mui cho mọi người xem. Cái này thì mở mui bằng cơ. Đây. Đây nè em, Vinh ơi. Sao? Vô đây cho mọi người ngắm cái mở mui nè. Đây là một cái vát gài. Đây là một cái vát gài nữa. Đây, anh sẽ... Đây, để anh kéo kiến thức. Đây nè. Mui này mở bằng cơm. Ừ, mui mở cơ. Đây là cái chỗ, đây là chỗ để cái mui lên. Này mở thì một mình mà đi mùa mưa thì nó hơi. Đây cái này nó khoảng 10 kg nha. Đây là cái chỗ này, là cái chỗ để thiết kế riêng cho để cái mui này vô. Đó, cái chỗ cái bọ để nè, nó hai cái gờ để mình để cái mui vô. Đó, đây xong. Rồi, đóng cửa lại. Nếu mà đang chạy đường phố Việt Nam mình mà đang lăn bánh mà gặp trời mưa thì xác định luôn ha. Nhảy xuống luôn. Khiêng cái mui. Khiêng cái mui là hơi mệt luôn. Đó thì nó mở. Siêu xe cũng có một cái xe nó mở mui giống như thế này, là Aventador Roadster. Mà khi nó mở mui thì nó lại cái mui gặp lại bỏ mui cốp. Xe này thì bỏ cấp sau đó. Vậy thì mấy cái thông số tốc độ của con này như thế nào ha? Xe này á, thì nó về tốc độ á, thì cái xe này tốc độ tối đa của nó đạt được là khoảng 295 km/h. Nó xem với lại supercar từ 0 mà đi đến 100 km/h thì xe này mất khoảng 3.8 giây, thì nó thua siêu xe bình thường là khoảng 1 giây đó. Nhưng mà xe này chạy nó vẫn cũng rất là hay. Nó hay một chỗ á, là nó là mang một cái động cơ Mỹ, cảm giác nó rất là gồ ghề nhưng mà vẫn di chuyển nhanh được như cái xe bình thường.
Nhưng mà cái xe này mình vẫn sử dụng cho những cái hoạt động hàng ngày. Ừ, xe này là nói chung là sport car thì mình lại di chuyển bình thường, di chuyển thường xuyên, đi đến lui thì nó rất là êm ái nhẹ nhàng. Chứ lại còn super car thì nó lại hơi cái phục của nó để phục vụ cho cái việc chạy nhanh á, thì là mình hơi nó có cảm giác như nó cứng gáp hơn. Nhưng mà xe nào thì đi quen rồi cũng đi phục vụ hàng ngày được thoải mái. Mỗi xe sport là một cái cảm giác khác nhau, và xe nào cũng là một cái đặc trưng khác nhau, nó rất là hay. Xe này thì kiểu như dành cho các bạn mà gọi là có kinh tế hơi thấp tí. Xe này là bây giờ nó khoảng hơn 5 tỷ thôi. Nó lanh quanh khoảng 5 tỷ thôi là có được cái xe này rồi. Ở phân khúc mà tầm 3 đến 5 tỷ á, mà để đi một cái sport á, mà có tiếng bô, có tiếng ồn, mà cái em nhìn không, cái dáng của nó, nếu mà không nói giá trị thì chưa chắc mọi người biết là cái xe này nó rẻ. Nó đi cùng với những cái xe mà 20-30 tỷ thì cái ngoại hình á, nó nhìn nó vẫn không có thua đàn anh, đúng không? Nhìn nó vẫn hay. Với lại cái tiếng bô này mà nếu như mà chạy chung với con McLaren, tiếng bô này là to, nó là mấy cái tiếng bô này, nè, tiếng bô của Camaro nè, tiếng bô của Mustang nè, 5 chấm Mustang, Ford Mustang 5 chấm thì nó động cơ của nó là gần như giống nhau hết, và cái tiếng máy nó ra một cái tiếng đặc trưng của cái động cơ Mỹ, người ta thường nói là siêu cơ bắp Mỹ. Đây là siêu cơ bắp. Nó có một cái tiếng gọi là một cái tiếng như là ở mô tô thì cái nó có một cái tiếng đặc trưng của Harley, thì nó có tiếng đặc trưng đó, thì xe này cũng xem vậy. Bây giờ mình đi lên dạo một vài vòng tiếp anh. Ok, mình đi lên đi vòng nhé. Okay. Anh lên luôn ha. Đi. Trung bình thôi. Xe này được
mang về Việt Nam thì năm 2017 nó mới mang về Việt Nam. Của một người anh mang về 7 xe để bán lại. Thì tại Việt Nam hôm nay nó chỉ có 7 chiếc Confess thôi. 7 chiếc thôi? Chỉ 7 chiếc Confess thôi. Đến thời điểm hôm nay thì không ai nhập vào Confess nữa. Vì sau năm 2017 á, là năm 2018 thì nó thay đổi một số cái thuế, cái cách tính thuế. Và cái xe này cái động cơ nó quá lớn, nó tới 6.2. Thì cho nên tại thời điểm bây giờ thì lại không có ai nhập C7 nữa. Về gặp đó, em thấy điều nó rất là êm luôn, mình nhẹ nhàng. Đây, cái tiếng của nó không đầm quá ha, cái tiếng của nó không tiếng có... của nó rất là hay luôn, không hỏng. Nhưng mà nó vẫn là được đủ đầy đủ các yếu tố của một con C7. Đi vào một vòng mở mua nha, đó buổi chiều mặt trời đó hoàng hôn xuống nhìn quá hay luôn đúng không đó. Cái xe này thì nó cũng chả khác gì một cái chiếc sedan bình thường, nó rất là êm ái và nhẹ nhàng, nhưng mà cái nét của nó vẫn là cái nét của siêu đúng xe rồi, nét vẫn là nét của siêu xe. Xe nào anh cũng thích hết. Xe nào cũng thích lái, xe nào cũng thích tự trải nghiệm hết. Nên gần như bây giờ là tất cả các xe sport hay là siêu xe gì đó thì anh đều có kinh nghiệm hết. Cái khoang lái nó cũng khá là thoải mái anh. Ừ, khoang lái với cái thế ngồi của nó nè. Ngồi nó rất là, cái ghế nó cũng thoải mái cho người lái, để phục vụ cho việc lái đường dài á thì mình sẽ không bị mệt. Xe này là có nên là tương đối rất là hiếm ở Việt Nam luôn á. Việt Nam thì ít thấy cái xe, thấy Lambo mà lăn bánh nhiều, chứ xe này là còn hiếm hơn cả Lambo luôn, vì nó ít hơn. Có 7 chiếc. Ừ, có 7 chiếc nhưng mà lại ít. Tôi thấy mọi người mà sở hữu xe này á, lăn bánh thường xuyên đường phố, các bạn ở Sài Gòn, ở trung tâm thì lại ít thấy.